không, họ chỉ mời thôi, họ yêu cầu mình chịu tập, mình buộc mình phải đi làm việc. Và nếu như họ nói là trong 3 lần vì chịu tập mà mình vẫn từ chối không chịu nhận, thì lần kế tiếp đó họ sẽ tới, họ áp giải, họ cưỡng chế mình đi làm việc. Thực sự ra thì đến ngày hôm nay mình vẫn chưa hiểu rằng người ta chịu tập mình vì cái gì. Vui thì mình làm thôi, thì nó cũng chả có ý định gì mà thực tế ngay cả trong cái clip của mình đó, thì là một clip hai mình diễn xuất để làm tiếp tế về cùng chủ đề người ta gây chú ý một cách vui vẻ, và đó là công việc hàng ngày của mình, hàng ngày mình cũng mất uống như vậy. Sự đó là đường và thay đổi nhiều cái cuộc sống của mình trong vòng 2 hôm qua, và thay đổi theo chiều hướng tích cực thì ít mà gọi là tích cực thì nhiều. Mình đang bị cái sự khó chịu của nhà nước, mà cộng thêm là như vài ngày qua thì lực lượng chứng đồng viên nhận được ủng hộ nhà nước này thì nó đang đánh phá mình rất là nhiều. Chắc mình sẽ không có gỡ đó, tại vì đối với bản thân mình thì nó có sai gì đâu mà phải gỡ.